Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vàng sự an lành. Và sau bản tin chính, có một quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Nay Thành Nguyễn giành được giải thưởng Bill Award tại giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship cảnh báo máy quay lén được tìm thấy trước ngôi nhà Alhambra, California đã bị trộm viếng. Thành phố Irvine, miền Nam California bắt kẻ giả giao thức ăn để rồi dò la ăn trộm. Người đi bộ ở Sierra Nevada đã tê chân như bị liệt, có thể là do nhện cắn. Los Angeles, miền Nam California chặn xe tịch thu 5.000 đô la tiền mặt, vũ khí và 200 pound chất cấm trị giá hơn 3,4 triệu đô la. 6 kẻ bịt mặt chém hai người bị thương sau lễ tốt nghiệp ở New York. Los Angeles xây chung cư cho người vô gia cư mỗi căn tốn 600.000 đô la. Thành phố San Jose bồi thường 12 triệu đô la cho người bị án oan. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết băng đảng Sinaloa đã rửa 50 triệu đô la thông qua mạng lưới có liên quan đến Trung Quốc. Các đảng viên của đảng Dân Chủ ở Thượng viện kêu gọi nữ thanh niên tới 18 tuổi phải ghi tên vào danh sách dự bị quân của Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp Macron và đối thủ là bà Le Pen chỉ trích vụ nhiều người cùng cưỡng bức một cô gái Do Thái khi cuộc tấn công chống Do Thái gây ra làn sóng chấn động trước bầu cử. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý dự đoán Venice sẽ chìm dưới nước vào năm 2150. Hoa Kỳ kêu gọi Nhật Bản và Hòa Lan đừng xuất cản chip và những thiết bị sản xuất chip vì sẽ bị sử dụng để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Nam Hàn dự định gửi võ khí cho Ukraine vì Nga và Bắc Hàn ký hiệp định an ninh chiến lược. Tin Việt Nam, Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam ký một loạt thỏa thuận với Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Nathan Nguyễn giành được giải thưởng Bill Award tại giải vô địch thế giới VEX Robotic World Championship Nathan Nguyễn thuộc lớp kỹ thuật cơ khí sẽ tốt nghiệp vào năm 2027 đến từ Cypress, Orange County, California, là thành viên của KU dos đội VESU của Đại học Catherine University đã giành được giải thưởng Bill Award tại Giải vô địch thế giới VES mùa này được tổ chức tại Dallas từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 3 tháng 5 năm 2024. Giải thưởng danh giá này giải thưởng được trao cho các đội thể hiện chế tạo robot mẫu mực, chú trọng đến độ bền và sự chú ý tỉ mỉ đến chất lượng chi tiết cần thiết để chịu được các điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt. Các tiêu chí của giải thưởng xây dựng Build Award là thiết kế robot chú trọng đến độ an toàn và chi tiết, chế tạo một robot bền bỉ và mạnh mẽ trong điều kiện cạnh tranh, thể hiện kỹ năng giao tiếp tốt làm việc nhóm, tính chuyên nghiệp và tinh thần lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình phỏng vấn học sinh. Cảnh báo, máy quay lén được tìm thấy trước ngôi nhà Alhambra, California đã bị trộm viếng. Cảnh sát Alhambra khuyến cáo nhân chúng nên coi chừng xung quanh nhà vì vừa tìm thấy một cái máy quay hình được ngụy trang sau khi ngôi nhà này bị ăn trộm tìm cách đột nhập vào ngày thứ Hai 17 tháng 6. Hàng xóm đã tìm thấy một cái camera ẩn trong lùm cây chỉa vào ngôi nhà ở dãy 1900 đường sau Primrose Avenue, chỉ vài tiếng sau khi chuông báo động cho nạn nhân biết có người tìm cách mở cửa sổ nhà bếp. Cảnh sát cho hay lúc gần đây, cái trộm cài những máy quay hình lén, nguy trang bằng lá cây, giấu trong những bụi cây, ngày càng trở nên phổ biến hơn kẻ trộm đặt camera ở những vị trí để theo dõi sinh hoạt hàng ngày của gia đình như là giờ đi về, có ai ra vô nhằm tìm cơ hội thích hợp để vào ăn trộm. Cảnh sát không rõ ai đã đặt camera ở ngôi nhà tại Alhambra và đặt ở đó trong bao lâu. Những chiếc máy quay lén ngụy trang tương tự đã được phát giác trong nhiều tuần gần đây ở Temecula, Chino Hill Clandell, Calabasas và Garden Grove. Chủ nhà ở Temecula đã tìm thấy một cái cây giả trồng trước sân nhà, cố gắn camera. Trong đó thì chủ nhà ở Agora Hills đã tìm thấy một camera giấu trên bùn hoa trước nhà. Còn ở Chino Hill thì tìm thấy một camera ngụy trang như một hòn đá, được hàng xóm tìm thấy bên ngoài một ngôi nhà. Ở Garden Grove, camera đã quấn trong một lá cây giả giấu trong một bụi rậm bên ngoài nhà. Cảnh sát cho rằng trong một số vụ trước đây, camera do những băng đảng tội phạm từ Nam Mỹ du lịch vào Hoa Kỳ cài đặt để theo dõi khu sớm trước khi ra tay. Cảnh sát khuyên chủ nhà nên mở đèn khắp quanh nhà nhất là ở cửa ra vào, cắt tỉa cây cối và lùm bụi thường xuyên để kẻ xấu khó lòng giấu được camera trong đó. Gắn những hệ thống camera quanh nhà và luôn luôn để mắt. Ngày xưa thì khi mà có những chiếc xe đậu trước nhà hoặc là đậu trước cái khu vực mình đang ở đó thì người dân để ý, tại vì họ ngồi đó để họ biết được ngôi nhà nào, nhà nào để mà họ biết giờ đi ra, giờ đi về và nhà nào ít người, nhà nào đông người, thì bây giờ họ không cần nữa, chỉ cần gắn một cái camera là biết được hết. Thành phố Irvine, miền Nam California, bắt kẻ giả giao thức ăn để rồi dò la ăn trộm. Cảnh sát cho hay bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi giả dạng làm tài xế giao thức ăn đột nhập vào những ngôi nhà ở Orange County. Chiều ngày thứ Ba 18 tháng 6, Marcus Allen Corner, cư ngụ ở Monrovia, đã bị cảnh sát ở vai bắt. Theo cảnh sát, Corner bị máy quay an ninh ở phía tây thành phố Ovai thu lại cảnh người này đem một túi thức ăn đi đến các căn nhà và những căn chung cư. Cảnh sát nói với đài KTLA rằng Corner gõ cửa từng nhà rồi ngó vào cửa sổ xem có ai ở trong nhà không. Có một lần không may cho Corner, chủ nhà ra kịp lúc bắt quả tang nghi can đang gỡ tấm lưới che cửa sổ, có thể với ý định đột nhập vào ngôi nhà. Một đoạn băng video cho thấy dường như Connor đã vào bên trong được một căn chung cư và ăn trộm đồ đạc. Cảnh sát đã tình nghi Connor liên quan tới ít nhất 4 vụ trộm và có thể có nhiều nạn nhân nữa. Connor đã bị giam giữ ở nhà tù quận Orange với nhiều tội danh trộm cắp. Ai biết thêm những tin tức về chi tiết vụ trộm có thể liên lạc với sở cảnh sát của Ovi qua địa chỉ email charles adcdaboveit.org. Người đi bộ ở Sierra Nevada đã tê chân như bị liệt, có thể là do nhện cắn. Vào tuần trước, một người đi bộ đường dài bị tê liệt do vết cắn trên cao nguyên Sierra Nevada tại California được cứu bình an sau khi bà kịp thời gửi định vị trước khi điện thoại của bà hết pin. Các viên chức cho biết, CBS News đã đưa tin ngày thứ tư, 19 tháng 6. Người phụ nữ đã vượt đường mòn Tabos Pass ra khỏi đường mòn John Muir Trail thuộc Sierra Nevada sau khi tuyết rơi dày đặc và trong lúc hứng nước từ một con lạch, bà đã bị cắn và bà nghĩ thủ phạm là một con nhện. Lực lượng truy tìm và cấp cứu SAR của quận Inyo cho biết trong một bài viết trên mạng xã hội. Sau khi bị cắn thì nạn nhân bị tê chân như bị liệt và không thể tiếp tục đi theo con đường mòn. Những người cấp cứu cho biết Người phụ nữ đi bộ đường dài mà các nhà chức trách chưa công bố danh tánh. Cố gắng đã gọi điện thoại và gửi định vị cho lực lượng cấp cứu vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều trước khi điện thoại cô hết pin. Đội truy lùng và cấp cứu quận Inyo kịp tới đầu con đường mòn trước khi màn đêm buông xuống và từ từ dìu bà xuống đoạn đường gồ ghề, đồng thời bảo đảm an toàn cho bà bằng dây thừng trước khi đưa bà lên một chiếc cán để đến một chỗ bằng phẳng hơn trên con đường mòn cách vị trí của bà khoảng một phần tư dặm. Cảnh sát kêu gọi những người đi bộ đường dài nhớ đem theo pin dự phòng cho điện thoại của mình hoặc gắn những thiết bị vệ tinh cá nhân. Los Angeles, miền Nam California, chận xe, tịch thu 5.000 đô la tiền mặt, vũ khí và 200 pound chất cấm trị giá hơn 3,4 triệu đô la. Cảnh sát xa lộ California đã tịch thu số lượng 200 pound methamphetamine từ một chiếc xe sau cuộc truy đuổi vào ngày thứ ba. Cảnh sát cố gắng chặn chiếc xe Ford F-150 màu trắng trên xa lộ 5 đi về phía bắc của Boyle Heights sau khi nó lao qua một điểm quan trọng là đoạn đường hình tam giác giữa xa lộ và một đoạn đường nối. Chiếc xe kia bỏ chạy và bị truy đuổi qua một số con đường và xa lộ và kết thúc ở đường số 2, ngay phía tây của phía ở trung tâm thành phố Los Angeles. Khi khám sát chiếc xe, cảnh sát đã phát hiện một túi lớn chứa 190 pound methamphetamine đóng gói có giá trị đường phố ước tính là khoảng 3,4 triệu đô la. Cảnh sát cũng đã thu hồi được khoảng 5.000 đô la tiền mặt và một khẩu súng ngắn. Người lái xe được giấu tên để phục vụ cho cuộc điều tra tiếp theo. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án. Sáu kẻ bịt mặt chém hai người bị thương sau lễ tốt nghiệp ở New York sáu người đàn ông có đeo mặt nạ đã tấn công hai người, chém trúng tay một người, còn người kia thì trúng chân, làm cho hai nạn nhân bị thương sau lễ tốt nghiệp trung học vào ngày thứ Tư 19 tháng 6 tại New York. Các viên chức nhà trường cho biết được NBC News đưa tin. Vụ việc xảy ra bên ngoài khu phức hợp thể thao thuộc Đại học Hofstra University, tọa lạc tại Long Island, trong lúc các em học sinh dự phần lễ tốt nghiệp, các trường trung học Hempstead High School và Uniondale High School đang cùng gia đình rời khỏi trường. Một tuyên bố được đưa ra thay mặt cho các trường cho biết. Tuyên bố tường thuật rằng người bị chém vào chân là người quen của một học sinh tới tham dự lễ tốt nghiệp. Em học sinh can ngăn thì liền bị chém trúng tay. tuyên bố cũng cho biết. Cả hai nạn nhân đều được chở đi bệnh viện, chưa rõ tình trạng ra sao. Sở cảnh sát của quận Nassau đã được gọi đến về một vụ tấn công có thể xảy ra tại khuôn viên trường Hostra vào lúc 4 giờ 20 phút chiều. Sau đó, thì cảnh sát đã bắt được 6 kẻ tình nghi liên quan đến băng đảng trong vụ tấn công. Các nghi can tuổi từ 18 đến 23, tất cả ở Hempstead. Các nghi can đã ra tòa ngày hôm nay để luận tội. Tuyên bố của các trường cho biết vụ hành hung được cho là dính líu tới một tranh chấp trong gia đình và tất cả các quan khách đều được máy đo từ trường kiểm tra trước khi dự phần lễ tốt nghiệp. Thông báo cho biết, chúng tôi nhấn mạnh rằng vụ hình hung xảy ra bên ngoài địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp. Lực lượng an ninh của chúng tôi đang cộng tác với Sở Cảnh sát quận Nassau và các sĩ quan an ninh công cộng tại Hofstra. Một phát ngôn viên của Đại học Hofstra University cho biết, khuôn viên của trường hiện đang được kiểm soát. Los Angeles xây chung cư cho người vô gia cư, mỗi căn tốn 600.000 đô la một buổi lễ khai trương tòa nhà cao tầng tại một trung tâm thành phố Los Angeles được tổ chức vào ngày thứ Tư 19 tháng 6, nơi sẽ là chốn nương thân cho người vô gia cư, theo đài ABC7. Có 278 căn chung cư trong tòa nhà 19 tầng lầu, được gọi là Tháp Guard Tower. Tòa nhà được xây cất nhằm mục đích giúp đỡ những người hiện không có chốn nương náu tại Skid Row, và đây sẽ là đề án giúp đỡ gia cư lâu dài lớn nhất ở Los Angeles. Skid Row là một cộng đồng Thị trưởng Karen Bates cho biết trong lễ khai trương vào ngày hôm qua, đó không chỉ là những người bị bỏ rơi, đó là một cộng đồng và việc giúp cộng đồng đó gắn kết với nhau trong những căn nhà khang trang là điều mà ai cũng xứng đáng có được. Tòa nhà có một tầng làm phòng dành cho nhân viên đảm trách hồ sơ. Ngoài ra thì có những phòng như là phòng tập thể dục, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng âm nhạc, phòng máy tính và thư viện. Cư dân sẽ được tận hưởng 6 băng công chung và một tiệm cà phê. Wygar Tower được gọi là ngôi nhà ở giá rẻ nhưng chi phí xây cất rất cao. Mỗi căn chung cư có giá gần 600.000 đô la và được người nộp thuế tài trợ. Đề án này có kinh phí xây cất 165 triệu đô la, nhận được nguồn tài trợ lâu dài từ kiến nghị HHS, được cử tri chấp thuận với tỷ lệ áp đảo vào năm 2016. Tòa nhà mới cũng đang được quỹ gia cư tiểu bang tài trợ và 56 triệu đô la tính dụng thuế của tiểu bang. Kevin Murray, chủ tịch kiêm giám đốc trung tâm Weger, cho biết rằng mục tiêu là thu hút người thuê nhà. Những cư dân tương lai tham dự buổi khai trương vào ngày thứ tư có thể lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tư gia mới. Tôi thật sự chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì ngoài đồ đạc và gia đình. Lúc tôi còn vô gia cư, tôi nghĩ sao không ai giúp mình như vậy. Nhìn cuộc đời như một cái hố sâu hung hút, chỉ có mình tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa chui ra từ hố đen cuộc đời và chợt nhận ra, ồ, oh, cũng còn người thương mình, nên tôi không có lời nào để diễn tả và thật là hạnh phúc khi được nhìn thấy nhà của mình. Tất cả chung cư đều đã được giao cho người vô gia cư và giờ đây khi chứng nhận đủ điều kiện được ban hành, những người thuê nhà có thể dời tới ở kể từ ngày hôm nay thành phố San Jose bồi thường 12 triệu đô la cho người bị án oan. Thành phố San Jose vào ngày thứ ba đã bỏ phiếu đồng ý dàn xếp bồi thường 12 triệu đô la cho một người đàn ông bị oan ngồi tù 17 năm do lỗi của cảnh sát. Lionel Rubalcava, 23 tuổi, khi ngừng chiếc xe để tán tỉnh một người phụ nữ ở San Jose. Giây phút tán tỉnh đó đã dẫn đến việc bị kết tội bắn một người bị liệt và ông phải vào tù. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2002, Raymond Rodriguez, khi đang đứng trong sân một nhà hàng sớm trên đường Mystic Street, một chiếc SUV vài tiếng sau được phát giác, bị phóng hỏa, chìm trong biển lửa. Rodriguez bị thương nặng, dẫn đến bị liệt phải ngồi xe lăn. Theo dự án vô tội ở miền Bắc California, có trụ sở tại trường luật Santa Clara, Rodriguez trong cuộc thẩm vấn đầu tiên với cảnh sát đã khai là không nhận dạng được nghi can và chưa từng gặp người này trước đây vào ngày nạn nhân bị bắn rubal có hẹn hò với một phụ nữ ở Hollister. những ngày sau rubal đã lái xe đi ngang qua khu phố của nạn nhân và nhìn thấy em gái của anh ấy là jennifer rodriguez đang đứng phía ngoài mặc dù không quen biết nhưng rubal đã dừng xe lại để tán tỉnh cô trong lúc nói chuyện, Jennifer có kể cho Rubalcava về vụ nổ súng. Nghe vậy thì anh ta liền bảo mình không dính líu gì đến vụ nổ súng đó và lái xe bỏ đi. Thân nhân và bạn bè nạn nhân tỏ ra nghi ngờ và quyết định báo cảnh sát. Vào năm 2003, bộ thẩm đoàn quận Santa Clara đã phán quyết anh ta có tội cố sát và tòa tuyên án 31 năm tù cho đến chung thân. Việc đảo ngược bản án bắt nguồn từ cuộc điều tra hậu xét xử của Northern California Innocent Project, NCIP, đã tổng hợp thông tin cho thấy nhân dạng của nhân chứng không đáng tin cậy, tổ chức cho hay nạn nhân đã rút lại lời khai vào năm 2005. Nạn nhân luôn khai với cảnh sát rằng anh ta không chắc chắn về danh tính của kẻ xả súng và anh ta nói rằng Rubakava trông giống nghi can đã bắn, NCIP đã cho hay. Rubakava có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vào lúc xảy ra vụ nổ súng, anh đang lái xe tới Hollister, thành phố cách thành phố San Jose 50 dặm và hướng nam, để hẹn hò. Bạn gái của Rubakava đã hối thúc anh phải đi vào lúc 5 giờ chiều vì kẹt xe. Nhóm luật sư biện hộ đã trình bày vụ án với đơn vị liêm chính kết án tại văn phòng biện lý của quận Santa Clara vào năm 2019. Sau 17 năm ở tù, Rubakava được trả tự do và bản án của anh đã được tòa đảo ngược. Sau đó anh đã đề đơn kiện thành phố, truy tố và kết tội oan trái. Thì cảnh sát San Jose đã chọn và buộc tội một tội ác mà tôi không phạm phải. Gia đình và tôi rất biết ơn vì giờ đây chúng tôi có thể bỏ qua cơn ác mộng này, Robert đã chia sẻ. Bộ tư pháp Hoa Kỳ cho biết, băng đảng Sinaloa đã rửa 50 triệu đô la thông qua mạng lưới có liên quan đến Trung Quốc. Bộ tư pháp cho biết rằng một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm có tên là chiến dịch Fortune Runner đã dẫn đến bản cáo trạng thay thế đối với 24 bị cáo được xác định là các cộng sự của Sinaloa ở Los Angeles. Bộ tư pháp cáo buộc mạng lưới rửa tiền có liên quan đến băng đảng này và đã đi thu và giải quyết những khoản tiền lớn thu được từ chất cấm bằng đồng tiền của Hoa Kỳ ở Los Angeles với sự trợ giúp từ một nhóm chuyển tiền ở California có liên quan với mạng lưới ngân hàng ngầm của Trung Quốc. Cuộc điều tra này của GEA đã phát hiện ra mối liên quan cộng tác giữa các cộng sự của băng đảng Sinaloa Cartel và một tổ chức tội phạm Trung Quốc hoạt động ở Los Angeles và Trung Quốc để rửa tiền. Bà Anne Milgram, Cục trưởng cục thực thi pháp luật của GEA cho biết trong một thông cáo báo chí, ưu tiên hoạt động hàng đầu của GEA là cứu mạng sống của người Mỹ bằng cách đánh bại các băng đảng và những kẻ đã giúp đỡ cho hoạt động của chúng. Cuộc điều tra này là ví dụ mới nhất và còn có nhiều nữa, bà cho biết. Những bị cáo đó đã bị buộc tội âm mưu giúp đỡ và tiếp tay cho những nhà phân phối chất cấm và methamphetamine, âm mưu rửa tiền, các công cụ tiền tệ và âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Theo Bộ Tư pháp, cơ quan thực thi pháp luật của Mexico và Trung Quốc đã cộng tác với các nhà chức trách Hoa Kỳ để bắt giữ những kẻ chạy trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi bị buộc tội vào năm ngoái. DOJ cho biết, 20 người trong số những người bị nêu tên trong bản cáo trạng sẽ bị buộc tội tại tòa án của quận Los Angeles trong những tuần tới. Cuộc điều tra cũng đã dẫn đến việc thu giữ, cũng như tịch thu 5 triệu đô la tiền thu được từ chất cấm, 302 pound là khoảng 130 kg cocaine, 92 pound là gần 42 kg methamphetamine, 3.000 viên thuốc lắc, 44 pound là gần 20 kg psilocybin và nhiều ounce cũng như tịch thu 3 khẩu súng trường bán tự động và 8 khẩu súng ngắn theo bộ tư pháp. Các ngân hàng ngầm của Trung Quốc đã giúp chuyển các khoản lợi nhuận từ chất cấm sang Mexico. Chính phủ Hoa Kỳ đã mô tả băng đảng Sinaloa là một trong những tổ chức buôn bán chất cấm khét tiếng và khắp trên thế giới. Và băng đảng này là một trong những nhóm băng đảng đã đưa fentanyl tràn vào Hoa Kỳ. Băng đảng Sinaloa đã tạo ra những khoản tiền khổng lồ bằng tiền đô la Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ và số tiền thu được từ việc buôn bán của chúng được chuyển về Mexico để băng đảng này sử dụng. DOJ cho biết các sàn giao dịch tiền ngầm của trung quốc giúp các băng đảng chuyển lợi nhuận từ mỹ sang mexico bằng cách cung cấp một thị trường sẵn sàng cho đồng đô la bộ cho biết rằng những kẻ buôn lậu chất cấm ngày càng cộng tác với các sàn giao dịch tiền ngầm của trung quốc để tận dụng nhu cầu lớn đối với đô la mỹ của các công dân trung quốc những khoản tiền được chuyển ở Trung Quốc sau đó được sử dụng để chi cho hàng hóa được các doanh nghiệp và tổ chức ở Mexico hoặc nơi khác mua như là hàng tiêu dùng hoặc các mặt hàng cần thiết để giúp đỡ cho tổ chức buôn bán chất cấm, sản xuất chất cấm bất hợp pháp, chẳng hạn như các tiền chất bao gồm fentanyl Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 3 cũng đã trừng phạt 15 thành viên của băng đảng Sinaloa Cartel và 6 tổ chức có trụ sở ở Mexico vì một âm mưu thị trường chợ đen trị giá hàng triệu đô la để rửa số tiền thu được bất hợp pháp từ chất cấm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, fentanyl là một loại thuốc tổng hợp mạnh hơn heroin tới 50 lần và cũng là một tác nhân đáng kể gây ra tình trạng sử dụng chất cấm quá liều ở Hoa Kỳ. Các đảng viên của đảng Dân Chủ ở Thượng viện kêu gọi nữ thanh niên tới 18 tuổi phải ghi tên vào danh sách dự bị quân của Hoa Kỳ. Các đảng viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã bổ sung ngôn ngữ vào dự luật ủy quyền quốc phòng hàng năm để yêu cầu phụ nữ ghi danh vào dự bị quân sự, gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng viên đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ, đồng thời làm phức tạp thêm cơ hội đưa dự luật lên sàn Thượng viện trước ngày bầu cử. Hoa Kỳ từ lâu đã hủy bỏ cưỡng bách quân dịch, nhưng vẫn buộc năm thanh niên khi tới 18 tuổi phải ghi danh vào dự bị quân dịch để sẽ được gọi khi chiến tranh bùng nổ. Dự luật mới sẽ buộc tên của tất cả các nữ thanh niên. Nhóm bảo thủ do Thượng nghị sĩ Roger Wicker đảng Cộng hòa lãnh đạo chắc chắn sẽ loại bỏ điều khoản yêu cầu phụ nữ ghi danh tham gia quân dịch. Điều này có thể gây ra một cuộc bỏ phiếu khó khăn cho các thượng nghị sĩ John Tester, đảng Dân Chủ Montana, và Jackie Rosen, đảng Dân Chủ của Nevada, và các đảng viên đảng Dân Chủ khác đang trong cuộc đua tái tranh cử căng thẳng. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Sam Brown, người đang tranh cử với Rosen, đã biến nó thành một vấn đề trong cuộc đua và thượng viện ở Nevada. Ông Brown là một cựu chiến binh quân đội đã bị phỏng nặng do một vụ nổ, đã chỉ trích ông Rosen trong một video vì bỏ phiếu yêu cầu phụ nữ ghi danh dự bị nhập ngũ. Ông Brown viết trên S rằng, nhìn vào mặt tôi, đây là một cái giá phải trả cho chiến tranh. Amy và tôi tình nguyện phục vụ và chúng tôi tôn vinh tất cả những người phục vụ. Anh viết lên và ám chỉ vợ của mình, nhưng việc ép thiếu nữ Mỹ ghi danh dự bị nhập ngũ là không thể chấp nhận được. Thật xấu hổ cho Jackie Rosen, trong đoạn video đăng bên dưới những lời bình luận, Bro chỉ ra vết thẹo trên mặt của mình là bằng chứng cho thấy những nguy hiểm mà phụ nữ sẽ phải đối mặt trong chiến tranh. Thượng nghị sĩ George Hawley thuộc đảng Cộng Hòa đã gọi điều khoản yêu cầu phụ nữ ghi danh tham gia quân dịch là điên rồ. Ông nói, không nên có phụ nữ trong quân dịch, họ không nên bị buộc phải phục vụ nếu họ không muốn. Ông chỉ trích các đảng viên đảng Dân Chủ muốn thử nghiệm quân đội và nói rằng, những người bình thường sẽ nói, hãy để con gái chúng tôi yên nhưng chủ tịch ủy ban quân vụ thượng viện Jack Reed thuộc đảng dân chủ đã bảo vệ đề nghị thay đổi chính sách cho rằng phụ nữ có thể nắm giữ nhiều vị trí chiến đấu mà không cần phục vụ trong lực lượng bộ binh tiền tuyến. Ông nói ngày nay phụ nữ đang làm một công việc đáng chú ý trong lực lượng của chúng ta, và nếu chúng ta muốn ở trong tình huống cần phải nhập cũ, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần tất cả những công dân khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên. Nếu chúng tôi bắt đầu dự thảo, điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong một tình huống nghiêm trọng. Reed lý luận rằng, không giống như Thế chiến thứ hai khi chúng ta cần nhiều bộ binh, chúng ta cần các chuyên gia mạng, chúng ta cần các nhà phân tích tình báo, nhà ngôn ngữ học. Có rất nhiều phụ nữ có thể làm tốt việc này hơn nam giới. Sự phản đối gây gắt của đảng Cộng Hòa đối với đề nghị này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tổng thống Pháp Macron và đối thủ là bà Le Pen chỉ trích vụ nhiều người cùng cưỡng bức một cô gái do Thái khi cuộc tấn công chống do Thái gây ra làn sóng chấn động trước bầu cử một thiếu nữ Do Thái 12 tuổi mà chính quyền xem đây là một cuộc tấn công chống Do Thái ở ngoại ô Paris. Trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng vào ngày thứ Tư, Tổng thống Macron nói rằng các trường học ở Pháp đang bị đe dọa bởi tai họa bài Do Thái sau khi một thiếu nữ 12 tuổi khai với cảnh sát là cô bé đã ở trong một công viên gần nhà ở Côte Cách phía tây bắc Paris với một người bạn vào ngày thứ bảy thì bị ba cậu bé, hai đứa 13 tuổi và một đứa 12 tuổi tới gần cô. Cô đã bị kéo vào một nhà kho và bị cưỡng bức trong khi họ đưa ra những nhận xét chống đối. Hai cậu bé bị buộc tội vào ngày thứ ba, BBC đưa tin. Tổng thống Macron đã ra lệnh cho Bộ trưởng Giáo dục Pháp Nicole Bellabed bắt đầu các cuộc đối thoại trong trường học về chủ đề phân biệt chủng tộc và lòng căm thù đối với người Do Thái trong những ngày tới nhằm ngăn chặn lời nói căm thù gây hậu quả nghiêm trọng, xâm nhập vào các lớp học. Bà Le Pen, người mà đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, đã báo hiệu cử tri ở Pháp và những nơi khác phần lớn phản đối tình trạng di cư ồ ạt và các chính sách cánh tả khác, đổ lỗi cho sự kỳ thị đối với người Do Thái trong nhiều tháng của phe cánh tả. Tổng thống Macron kêu gọi các cuộc bầu cử quốc gia nhanh chóng sau chiến thắng của đảng cực hữu Le Pen và cuộc bầu cử này sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Vụ tấn công bà Do Thái và vụ cưỡng bức một đứa trẻ 12 tuổi đã khiến cho chúng tôi nổi dậy. Sự bùng nổ các hành vi bà Do Thái tăng 300% so với 3 tháng đầu năm 2023 phải cảnh báo cho tất cả những người Pháp sự kỳ thị người Do Thái trong nhiều tháng của phe cực tả thông qua việc sử dụng cuộc chiến ở Israel và Palestine là một mối đe dọa thật sự với nền hòa bình dân sự, bà Le Pen đã viết trên X. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý dự đoán, Venice sẽ chìm dưới nước vào năm 2150. Có một hệ thống rào chắn lũ được lắp đặt quanh khu vực Venice, nhưng những hệ thống này không đủ để bảo vệ thành phố khỏi tình trạng chìm liên tục và mực nước biển dâng cao. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học ước tính rằng một phần của Venice sẽ bị nhấn chìm vào năm 2150. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà chuyên môn tại Viện Vật lý Địa chất và Núi lửa Quốc gia INGV và phân tích dữ liệu về mực nước của thủy triều dân. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm chi tiết qua euronews.com. Hoa Kỳ kêu gọi Nhật Bản và Hòa Lan đừng xuất cản chip và những thiết bị sản xuất chip vì sẽ bị sử dụng để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Một quan chức Hoa Kỳ tới Nhật Bản sau cuộc gặp với chính phủ Hà Lan để cố gắng thúc đẩy các đồng minh hạn chế việc sản xuất chất bán dẫn tân tiến của Trung Quốc, theo lời một người quen thuộc nói vấn đề này với Reuters vào ngày thứ Ba, Alan Estevez, Người đứng đầu chính sách xuất cản của Hoa Kỳ cố gắng xây dựng thỏa thuận năm 2023 giữa ba quốc gia, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hòa Lan, để không cho phép sản xuất chip vào tay Trung Quốc vì chúng có thể giúp hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ tham gia vào cuộc đối đầu và ép buộc các quốc gia khác cũng như đàn áp công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc lên nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, hành vi này đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển của ngành bán dẫn toàn thế giới và cuối cùng sẽ gây phản tác dụng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hòa Lan xác nhận cuộc họp với Hoa Kỳ đã diễn ra ở Hòa Lan vào ngày thứ Hai. Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết họ có nhiều trao đổi với Hoa Kỳ, nhưng sẽ không bình luận về các vấn đề ngoại giao. Hoa Kỳ lần đầu tiên áp đặt các hạn chế vào năm 2022 đối với các tuyến hàng chip tân tiến và thiết bị sản xuất chip đến Trung Quốc từ các hãng bao gồm như Nvidia và Lam Research có trụ sở tại California. Vào tháng 7 năm ngoái, để phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ, Nhật Bản, quê hương của các nhà sản xuất thiết bị chip Nikon Corp và Tokyo Electron đã hạn chế xuất cảng 23 loại thiết bị từ máy phủ màng lên tấm silicon cho đến những thiết bị khác gắn các vi mạch. Sau đó, chính phủ Hà Lan cũng đã bắt đầu quản lý thiết bị bán dẫn cực tím DUV của ASML có trụ sở tại Hà Lan đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế đối với các máy DUV bổ sung đối với một số nhà máy Trung Quốc. Hoa Kỳ đang đàm phán với các đồng minh về việc bổ sung thêm 11 nhà máy sản xuất chip của Trung Quốc vào danh sách bị hạn chế. Người này cho biết hiện có 5 nhà máy nằm trong danh sách, bao gồm SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng muốn kiểm soát các thiết bị sản xuất chip bổ sung. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Lực lượng phòng vệ Israel ITF vào ngày thứ Năm cho biết, một chỉ huy quân đội Hamas và tay súng bắn tỉa tham gia vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 ở miền nam Israel đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở phía bắc Gaza. ITF cho biết Ahmed Hassan Salame al đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác và có mục tiêu do không quân Israel tiến hành tại khu vực Beit Hanun. Asalaka là chỉ huy trong lực lượng Nukba của Hamas, lực lượng đã thực hiện các cuộc tấn công ở miền nam Israel trong vụ ngày 7 tháng 10. Theo IDF, anh ta cũng là người chỉ đạo và chỉ đạo hoạt động bắn tỉa tại khu vực nơi anh ta bị giết và tham gia vào các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào quân IDF. Cuộc tấn công chết người vào Asalaka được tiến hành sau khi có tin tức tình báo do IDF và cơ quan chứng khoán Israel thu thập. Sau một cuộc tìm kiếm rộng rãi và thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt thiệt hại cho dân thường, IDF cho biết Osaka đã bị quân đội xác định và sau đó bị giết. Quân đội lưu ý không có thường dân nào bị thương trong cuộc tấn công. Các nhà chuyên môn của Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Năm kêu gọi các quốc gia và các công ty tạm dừng vận chuyển vũ khí đến Israel để tránh dính líu đến các tội ác quốc tế, có thể bao gồm cả tội diệt chủng. Các nhà chuyên môn cho biết trong một tuyên bố do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc UNHCR đưa ra, việc tiếp tục giao vũ khí cho Israel có thể bị coi là cố tình cung cấp giúp đỡ cho hoạt động, vi phạm nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế và có thể thu lợi từ sự giúp đỡ đó. Ngoài ra, họ kêu gọi các tổ chức tài chính đầu tư vào các công ty sản xuất vũ khí và chuyển chúng sang Israel hành động, nếu không thì chúng có thể liên quan đến vi phạm nhân quyền, với hậu quả là đồng lõa với các tội ác tàn bạo tiềm tàng để diệt chủng dân tộc Palestine. Nam Hàn dự định gửi võ khí cho Ukraine vì Nga và Bắc Hàn ký hiệp định an ninh chiến lược. Ngày thứ Năm, 20 tháng 6, Nam Hàn cho biết đang xem xét việc gửi vũ khí đến Ukraine để chống Nga, một thay đổi lớn lao trong chính sách sau khi Nga và Bắc Hàn làm cho vùng Đông Bắc Á và các nơi khác dậy sóng qua việc hai quốc gia cùng ký bản hiệp ước an ninh hỗ tương, có nghĩa là khi một trong hai quốc gia lâm chiến với bất cứ nước nào thì nước kia sẽ nhảy vào bên ngay, thông tấn xã AP đưa tin. Lời loan báo đó của một giới chức cao cấp của chính phủ Tổng thống Nam Hàn được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi truyền thông nhà nước Bắc Hàn công bố chi tiết của bản hiệp ước an ninh hỗ tương mà theo các nhà quan sát tình thế thì nó đánh dấu mối liên hệ mật thiết nhất giữa Moscow và Bình Nhưỡng tính từ lúc cuộc chiến tranh lạnh kết thúc cho tới nay. Bản hiệp ước được ký như lúc Nga ngày càng bị thế giới cô lập vì cuộc chiến tranh tại Ukraine và đúng vào lúc nga và bắc hàn đang cùng nhau đối đầu quyết liệt với thế giới tây phương chủ tịch bắc hàn kim jong un và tổng thống nga vladimir putin đã ký bản hiệp ước tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày thứ tư ở bình nhưỡng cả hai người đều cho rằng đây là việc nâng cao mối băng giao hai bên của hai nước bao gồm các lĩnh vực an ninh giao thương đầu tư cùng với các mối liên quan văn hóa và xã hội Chánh văn phòng của Tổng thống Nam Hàn, Yoon Suk-yeol, đã đưa ra một bản tuyên bố lên án bản thỏa hiệp của Nga và Bắc Hàn, gọi đó là mối đe dọa an ninh trực tiếp cho miền Nam và là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đồng thời cảnh báo rằng việc này sẽ ảnh hưởng xấu tới mối ban giao giữa Nam Hàn và Nga. Cố vấn an ninh của Tổng thống Yoon, Chan Ho-chin, tuyên bố rằng Nam Hàn sẽ xem xét lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp Ukraine chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Cho tới nay, Nam Hàn chỉ cung cấp các viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời tham gia các cuộc cấm vận kinh tế chống Nga do Hoa Kỳ dẫn đầu. Nhưng Nam Hàn chưa hề cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine theo đúng chính sách của chính phủ trước đây, cũng như hiện nay tại Nam Hàn là không cung cấp vũ khí cho bất cứ quốc gia nào khác để cho họ đánh nhau. Tên Việt Nam, Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam ký một loạt thỏa thuận với chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm. Nga và Việt Nam vào ngày hôm nay thứ Năm đã tuyên bố có kế hoạch đẩy nhanh việc thực hiện dự án nguyên tử nhằm phát triển trung tâm khoa học và kỹ thuật nguyên tử tại Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ, trước tiềm năng cộng tác to lớn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trung tâm khoa học và kỹ thuật nguyên tử tại Việt Nam. Tuyên bố đưa ra khi cả hai nước đang gia tăng cộng tác trong lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, năng lượng và chống khủng bố chính phủ nga và việt nam cũng bày tỏ ý định gia tăng liên kết cả hai bên trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh điều này khiến cho họ phải đối mặt với các rủi ro khi gặp tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm bày tỏ, cả hai nước sẽ cố gắng tăng cường cộng tác để có thể chống lại những thách thức truyền thống mới đối với sự ổn định của thế giới. Tại cuộc gặp ở phủ chủ tịch ở Hà Nội, ông Putin đề cập rằng Nga và Việt Nam đồng ý không tham gia liên minh chống lại nhau. Sau IP, hai bên Nga về Việt Nam đã ký thỏa thuận cộng tác hơn nữa về giáo dục, khoa học và kỹ thuật, thăm dò dầu khí và y tế ngoài việc xây dựng trung tâm khoa học và kỹ thuật nguyên tử tại Việt Nam. Sau cuộc hội đàm thì ông Putin cho biết hai nước có chung lợi ích trong việc phát triển một cấu trúc an ninh đáng tin cậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên việc không sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình, các tranh chấp không có chỗ cho khối chính trị quân sự khép kín. Ông Putin đến Hà Nội vào sáng ngày thứ Năm từ Bắc Hàn, nơi ông và ông Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận cam kết giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp có chiến tranh việt nam vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến của nga và ukraine nhưng tính trung lập ngày càng trở nên phức tạp hơn khi đại sứ quán hoa kỳ ở hà nội đã chỉ trích chuyến thăm của ông putin nói rằng không quốc gia nào nên cho putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của putin và mặt khác cho phép putin bình thường hóa hành vi tàn bạo của ông ta tuyên bố nêu rõ nếu Putin được phép đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa những hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp thế giới của Nga. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai cháu, bác Nguyễn Hữu Nam, năm nay 78 tuổi, hiện sống tại San Jose từ tháng 9 năm 1979 Bác là cựu tù sau 30 tháng 4 1975, là thuyền trưởng của tàu vượt biên SG-606 với 476 người, gồm mọi lứa tuổi, may mắn sống sót và không chết người nào khi đến đảo Bi Đông, Malaysia vào ngày 26 tháng 12 năm 1978. Bác nhờ hai con qua tin nhắn này giúp bác liên lạc với các bác sĩ ở trại tù Long Giao, L2T5 vì cùng cấp bậc đại úy như bác gồm có Nguyễn Xuân Thanh, Đặng Phùng Hậu, Trần Bảo Quốc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Cường Nam và bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, dược sĩ Nguyễn Kim Sơn ở trại tù thành ông Nãm Hóc Môn L19T5. Hình như bác có gặp hai bác sĩ Thanh và Thạch ở đảo Bi Đông vào tháng 5 năm 1979. Qua tin nhắn hai con, bác rất hy vọng tìm được các bác sĩ và dược sĩ. Kính mong quý vị nghe được tin nhắn này, cũng xin giúp đỡ thông báo dùm. Xin trân trọng đa tạ và cảm ơn vô cùng. Những tin tức xin hãy liên lạc với tôi là Nguyễn Hữu Nam qua số điện thoại 408-648-6879 hoặc là địa chỉ email nam102805.yahoo.com Bá Lộc xin được đọc lại số điện thoại của bác Nguyễn Hữu Nam. Số điện thoại là 408-648-6879 và email là nam 102805 com Bá Lộc và Hồng Loan, cứ mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, chuẩn bị chưa Loan? Chiều ngày mai sẽ có một cuộc livestream nhỏ nhỏ. Dạ, chiều ngày mai 6 giờ, Tam Ca Bất Chấp sẽ gửi đến quý vị những bài hát về tình yêu với chủ đề là Yêu như ngày yêu cuối. Wow, tình yêu như yêu như chưa được yêu lần nào vậy đó. Là hãy yêu như chưa yêu lần nào. Đúng vậy rồi. Hả? Yêu như ngày yêu cuối là có như là mãnh liệt lắm. Cái cái tình yêu này nó mãnh liệt lắm. Cái câu này là nhờ anh JD đó. đi hả? <laughs> anh JD đặt ra đó. Mà không biết có bài hát này không lo? Chắc ảnh đang yêu rất là mãnh liệt. <laughs> Đúng rồi. <laughs> quý vị hãy gửi lời yêu cầu Lan Lập và anh JD sẽ gửi đến quý vị. Rồi làm gì chiều ngày hôm nay? Tiếp tục cái chuyện vui. Kể chuyện vui đi ừ. cho cuối tuần có tin vui tiếp đi ừ. <laughs> à mùa hè rồi ừ. học sinh kể về học sinh cho lòng nghe kể về học sinh hả à. à, rồi trong một lớp học cô giáo mới hỏi một nam học sinh em bây giờ đó à, cô đố em nha trên cây có mười con chim một người thợ săn bắn chết một con hỏi còn mấy con dạ thưa cô tiếng súng nổ làm chim bay đi hết không có con chim nào bị chết hết sai Bắn chết một con thì còn chín con chứ. Súng bây giờ là súng hơi, làm gì mà có tiếng nổ. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em. Nếu cô nói vậy thì em đố lại cô một câu được không? Được, em đố đi. Dạ thưa cô, có ba cô gái cùng ăn kem. Một cô gái đưa tay lên cắn từng miếng kem một. Cô thứ hai đưa tay lên ngậm và mút que kem. Cô thứ ba thì đưa tay lên để kem chảy vô miệng rồi mới nuốt. Vậy em hỏi cô, cô nào trong số ba cô đó có chồng rồi cô giáo suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên đỏ mặt em em nói chuyện rất là bậy bạ em đi xuống cuối lớp ấp mặt vô tường cho tôi học sinh mới trả lời dạ thưa cô người có chồng là người trên tay có đeo nhẫn cưới tuy nhiên em rất thích kiểu suy nghĩ của cô đánh lạc hướng thì đó câu đó đánh lạc hướng quá đã đã nói rồi ba người phụ nữ cùng ăn kem. Người thứ nhất đưa tay lên cắn kem. Người thứ hai cũng đưa tay lên. Người thứ ba cũng đưa tay lên. Mà tại sao cô không nghĩ cái chuyện đó? Mà cô nghĩ điều gì xa sâu vậy cô? <laughs> cô nghiên cứu cách ăn kem. <laughs> Mình chị vui thôi như quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.